Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Sinh vật Cảnh Channel của em Tài nhé. Kênh của em Tài thì chuyên về rồng chim khủng. Lời đầu tiên thì cho em Tài xin được kính chúc tất cả các bác cùng tất cả mọi người một ngày mới thật nhiều niềm vui, dồi dào sức khỏe. Và chim cò thì sẽ luôn được căng lửa mỗi ngày nhé. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2024. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên cho tất cả các bác năm em chim khủng bội lỡ. Hôm nay thì có cả chim mái, cả chim trống đầy đủ luôn nhé. Bây giờ thì em Tài sẽ lên video từng con và sẽ báo giá cụ thể để cho tất cả các bác cùng tham khảo nhé. Cái phỉ chim hôm nay thì cũng rất chính là mềm và rất chính là dễ chơi đấy các bác ạ. Bây giờ thì em Tài xin mời tất cả các bác cùng theo dõi video và cùng lựa chọn cho mình được những chú chim thật là ưng ý nhất nhé. Đầu tiên là một em khủng mún mãi mang mã số 3255. Con này thì đang thay lông rất tí là mạnh luôn các bác ạ. Cho nên cái lông lạ của em nọ thì chưa được đẹp đâu nhé. Nhưng mà con này lúc mà các bác treo lên chỗ yên tĩnh thì em nọ cũng đã rõ rất tí là tốt rồi đấy. Với lại lúc mà kè chim trống vào thì cái thái độ của nó kích trống cũng rất tí là ok luôn đấy. Chim thì chỉ đang thay lông thôi. Còn con này không có tật lỗi gì đâu nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Chim thì đang thay lông rất chí là mạnh luôn. Cho nên em Tài giao lưu với tất cả các bác. Cái phí của con này chỉ là 400 ngàn thôi nhé. 400 ngàn cho em khủng mún mãi mang mã số 3255. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Tiếp theo là một em khủng mún mãi mang mã số 3256. Con này thì về chỗ em Tài được tầm khoảng hơn một tháng rồi các bác ạ. Chim thì đang thay lông rất chí là mạnh, cho nên cái lông đuôi của em nó thì chỉ còn vài ba còng thôi nhé. Nhưng mà con này lúc mà kẹp chim trọng vào á thì thái độ của nó nhồng đuôi, nhồng đít, phải nói là rất chí là dấm luôn đấy. Đó các bác thấy không ạ? Con này thì rất chí là dấm luôn. Lúc mà mình tách riêng treo em nó một mình á thì em nó cũng đã gió rất chí là tốt rồi đấy. Con này thì có bị chây một chút ít ở trên mũi nhé. Chim thì rất chí là dâm và không có tật lỗi gì hết đâu. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Con này em Tài giao lưu với tất cả các bác. Cái phí là 500 ngàn nhé. 500 ngàn cho em khủng mún mãi mang mã số 3256. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Tiếp theo là một em khủng mún trống mang mã số 3257. Con này thì về chỗ em Tài được tầm khoảng 1 tháng rưỡi rồi đấy. Chim thì đã hót rất là tốt luôn rồi. Con này lúc mà hót á thì cái đuôi của nó múa rất là mạnh đấy các bác ạ. Chim em Tài đã nuôi được tầm khoảng 1 tháng rưỡi, cho nên em Tài biết được con nào như nào rồi nhé. Con này mà lúc các bác bắt về chỉ cần các bác treo lên chỗ yên tĩnh giúp em Tài thôi thì con này sẽ hót chơi liền cho tất cả các bác đấy. Với lại chim thì cũng đã tương đối tĩnh lòng rồi, cho nên các bác bắt về thì cũng sẽ rất chí là dễ chăm và rất chí là dễ chơi nhé. Con này các bác xách lòng nhẹ nhàng ok hết rồi đấy các bác ạ. Treo lên chỗ yên tĩnh thì em nó sẽ chơi liền thôi. Một chú chim khủng mún rất chí là ok đấy. Các bác nào mà ứng cái dòng khủng mún thì có thể tham khảo em này và tuyển em này về với đội của mình nhé. Em này thì em Tài báo hót mùa cho tất cả các bác luôn đấy. Chim thì bồ khá và không có tật lỗi gì hết đâu. Em Tài giao lưu với tất cả các bác. Cái phí của con này là 1,5 triệu nhé. 1,5 triệu cho em khủng mún mang mã số 3257. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài liền nhé. Tiếp theo là một em khủng bạc mã mang mã số 3258. Con này thì đang thay lông rất chính là mạnh luôn các bác ạ. Cho nên cái lông đuôi của em nó thì đang thay và đang ra lại. Các bác bắt con này về chăm là cái lông đuôi giúp em Tài nhé. Lông đuôi thì không có nhằm nhò gì đâu. Mình chỉ cần nuôi một thời gian ngắn thôi là em nó sẽ ra lại lông đầy đủ hết liền nhé. Được cái con này lúc mà chơi lên thì hai cái chân cẳng của nó đựng lên cao cầu trường chim nhìn sẽ rất chính là đẹp luôn đấy các bác ạ. Chim thì em Tài sẽ báo hót mùa cho tất cả các bác nhé. Tại vì sao mà em Tài lại báo hót mùa? Tại lúc con này hót lên thì em Tài thấy cái đuôi của nó cứ ngoại bên này ngoại bên kia thì chắc chắn 100% em nó sẽ mùa rất chính là mạnh luôn đấy. Con này có hai tách mã trắng phong lên khi chơi
Chim thì chỉ đáng thay lông thôi, còn không có tật lỗi gì hết đâu các bác ạ. Con này bồ trúng và không có tật lỗi gì hết nhé. Em tài giao lưu với tất cả các bác. Cái phí của em nó là 1,6 triệu nhé. Các bác đừng nhìn vào cái lông mà chê em nó các bác ạ. Một chú chim rất là tổ chất đấy. Con này họt mũ rất là mạnh luôn đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Với lại chim mình chơi á, là chơi lâu dài nên cái lông lá thì đâu quan trọng gì đâu. Năm nào mùa nào nó trả thái các bác. Các bác chỉ cần về nuôi một thời gian ngắn thôi thì cái lông lá nó sẽ đẹp lại thôi nhá. Quan trọng nhất một chú chim vẫn là tổ chất của em nó các bác ạ. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em tài nhé. Con này là mã số 3258. Cái phí hiện tại của em nó là 1,6 triệu nhé. Bác nào nhanh tay bắt con này thì có thể liên hệ em tài liền nhé. Và cuối cùng là một em khủng ố lờ mang mã số 3259. Con này thì rất là đẹp luôn, bóng bồ tượng tạ to đẹp, cao cầu trường chim, nhìn rất là ok luôn đấy các bác ạ. Đầu mặt thì sắc nét, nhúng mũi râu ria thì rất là rậm rạp luôn nhé. Con này thì về chỗ em tai được tầm khoảng hơn 1 tháng rồi, và chim thì đã họt mũ rất là mạnh cho tất cả các bác luôn rồi đấy. Con này lúc mà họt lên thì cái bàn đuôi sẽ có xòe lá vạ và sẽ có mũ rất là mạnh cho tất cả các bác nhé. Chim thì cái lông đuôi còn đang thiếu một vài còng nữa và đang bắt đầu nhũ ra lại rồi các bác ạ. Các bác bắt con này về chơi ấy, thì sẽ không có chế được đâu nhé. Tại vì cái dòng ố lơ này thì các bác biết rồi. Bác nào mà đã chơi cái dòng ố lơ này ấy, thì sẽ biết được cái dòng ố lơ này nó chơi ác như thế nào nhé. Một chú chim tượng tạ rất là to đẹp luôn. Con này bồ to đẹp, tượng cao cầu rất là trường chim và không có tật lỗi gì hết nhé. Bác nào mà ứng cái dòng ố lơ thì có thể liên hệ em tài. Con này em tài giao lưu với tất cả các bác. Cái phí hiện tại là 1,7 triệu nhé. 1,7 triệu cho em khủ ố lơ mang mã số 3259. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em tài liền nhé. Hôm nay thì em tài lại tiếp tục lên được 5 con. Cái phí của từng con thì em đã có báo cụ thể trong từng video rồi. Bác nào mà ứng con nào thì có thể liên hệ trực tiếp hoặc là liên hệ vào Zalo số điện thoại trên màn hình giúp em tài nhé. Số điện thoại là 0974193391. Em ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn theo dõi, luôn luôn đồng hành và luôn luôn ủng hộ cho dòng chim cảnh, dòng chim khủng của bên em tài nhé. Bây giờ thì em xin được tạm dừng cái video của mình tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bác nhé.